eSports Liên Quân Mobile tại SEA Games 30. Bộ môn thể thao điện tử Liên Quân Mobile tại SEA Games 30 được diễn ra từ ngày 7 tháng 12 và kéo dài đến ngày 9 tháng 12. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội tuyển chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0, hòa đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-1 và chiến thắng đội tuyển Myanmar với tỷ số 2-0. Do đội Việt Nam và Thái Lan có cùng điểm số ở các trận đấu bảng nên đã phải bước vào trận tie break. Kết quả Việt Nam đã thất bại 0-1 trước đội tuyển Thái Lan, nên đã chấp nhận vị trí nhì bảng A. Với thành tích này, Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội tuyển nhì bảng B là Malaysia, trong khi đó đội tuyển Thái Lan, nhất bảng A, gặp đội tuyển nhất bảng B là Indonesia. Hai đội nhất bảng chỉ phải đấu một trận để tìm ra đội vào thi đấu trận chung kết, trong khi đó hai đội nhì bảng phải thi đấu thêm 2 trận mới có cơ hội vào trận chung kết. Trong các ngày thi đấu tiếp theo, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng đội tuyển Việt Nam rơi vào thế bị động hoàn toàn trước lối chơi chắc chắn không có kẽ hở của đội tuyển Thái Lan. Với kết quả này, đội tuyển Liên Quân Mobile đã đạt được tấm huy chương đồng tại kỳ SEA Games đầu tiên mà môn thể thao này được đưa vào thi đấu chính thức. Trong khi đó Thái Lan đã giành được tấm huy chương vàng và huy chương bạc thuộc về đội tuyển Indonesia. Tấm huy chương đồng của đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đã khiến nhiều người yêu thích môn thể thao điện tử nói riêng và giới game thủ nói chung tại Việt Nam cảm thấy tiếc nuối. Nhất là khi Việt Nam được đánh giá là quốc gia mạnh nhất khu vực về game Liên Quân Mobile và vừa lên ngôi vô địch giải chung kết thế giới Liên Quân Mobile diễn ra hồi tháng 7 vừa qua.